Chào mừng quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui ạ. Mọi người theo dõi video của em có nhu cầu tư vấn đặt hàng thì hãy liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin vào số Zalo của em ạ để em được tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em sẽ lên mã áo sơ mi bao gồm có áo sơ mi ngắn tay và áo sơ mi dài tay, toàn bộ là hiệu của Nhật và của Hàn để gửi tới các anh các chú ạ. Tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 200k một sản phẩm và em sẽ bao ship toàn quốc để gửi tới mọi người. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Còn trong trường hợp mọi người nhận hàng vì một lý do nào đó không ưng ý thì có thể hoàn lại em cũng rất là vui vẻ thôi ạ và vui lòng thanh toán giúp em là 30k để em chi trả cho bên vận chuyển ạ. Em xin phép đi vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Em lên mã đầu tiên là mã D61. Vai 50, bụng 60 và dài 71. Vai 50, bụng 60 và dài 71 ạ. Một em sơ mi, chất nó rất là mềm các anh chú ơi. Chất nó là chất dệt nhưng mà nó cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng và mát mẻ nhá. Sẽ có túi ngực ạ. Em này sẽ là vạt ngang dành cho các chú mình từ 65 đến 75 cân thì mặc vừa em này nhá. Em này thì các anh chú mình mặc với phối với quần jean hoặc là quần kaki và bỏ buông ra cho em. Cái phong cách rất là trẻ trung, lịch sự các anh chú ơi. Một em make in China và là hàng xuất Nhật các anh chú ạ. Độ mới rất là cao, chất của nó siêu siêu mềm, họa tiết của nó cũng cực kỳ trẻ trung và sang ạ. Giá là 200 ngàn nhá và em sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người. Đó. Mặc em này thì cũng cực kỳ mát mẻ nhá, chất nó mềm lắm ạ. Em lên mã D62, vai 46, bụng 58 và dài 74. Vai 46, bụng 58 và dài 74 ạ. Một em sơ mi màu xanh da trời nhạt các anh chú ơi. Em này thì sẽ được phối với kẻ sọc nhá. Có túi ngực ạ. Em này thuộc form size L. Phần cổ của nó sẽ được thêu cái logo hiệu đây ạ. Độ mới em này rất là cao. Nó là chất cốt tông nhăn nhẹ nhá. Màu sắc rất là mát mắt này. Em này nó có vạt bầu một chút xíu. Tuy nhiên các anh chú mình mặc cứ bỏ buông ra. Bỏ buông ra thì rất là trẻ trung. Màu sắc rất là mát mắt này. Các anh chú mình mặc lên phải trẻ ra mấy tuổi luôn đấy ạ. Em này phải mới đến 97-98% nhá. Giá là 200 ngàn các anh chú ơi. Một em tắc mắc của Nhật ạ. Form size L và tắc mắc của Nhật nhá. Đó. Màu sắc của nó cực kỳ đẹp, trẻ trung ạ. Giá là 200 ngàn. Em lên mã D63. Vai 52, bụng 63 và dài 75. Vai 52, bụng 63 và dài 75. Một em sơ mi màu đen này. Chất em này là chất kaki, nó giống như vải jean ấy. Nhưng mà nó cực kỳ mềm mại nhá các anh chú nhá. Em này thuộc form size L ạ. Có túi ngực. Em này cũng thuộc form size các anh chú mình ở trên 70 cân. Thì mặc vừa em này nhá, 70 đến 80 cân thì mặc vừa em này. Vạt nó sẽ là vạt ngang và nó cũng có xẻ vạt này. Đó. Mặc em này thì các chú mình cứ mặc rộng rãi một chút và bỏ buông ra cho em. Cái phong cách cực kỳ trẻ trung. Phong cách trẻ trung, phóng khoáng đại gia. Mặc em này, em này thuộc hiệu Uniqlo, hàng của Nhật nhá các chú nhá. Độ mới rất là cao. Vai 52, bụng 63 và dài 75 ạ, giá 200 ngàn. Mặc em này thì bao sang, bao lịch sự rồi các anh chú ạ. Chất này, chất kaki này mặc lên nó rất là trẻ. Em lên mã D64. Vai 48, bụng 51 và dài 84. Vai 48, bụng 51 và dài 84 ạ. Một em sơ mi màu trắng và được phối với lại kẻ sọc màu xanh. Em này thì phần cổ của nó sẽ là màu trắng nhá. Cổ là cổ màu trắng và nó sẽ có hai cái cúc này. Cực kỳ đứng áo và lịch sự. Có túi ngực ạ. Chất là chất cốt tông, rất rất mềm các anh chú ơi. Em này thì thuộc form dáng slim fit. Ở đằng sau của nó sẽ có may hai cái đường ly chít eo này. Em này thì các chú mình mặc phải bận sơ vin vào cho em nhé. Mặc phối với lại quần vải, quần tây thì cực kỳ sang và lịch sự ạ. Mình làm môi trường văn phòng này hoặc mình đi dự tiệc thì mặc em này quá là sang luôn. Một em hiệu của Nhật các anh chú ạ. 100% cốt tông hiệu của Nhật, độ mới cực kỳ cao. Màu sắc của nó cũng rất là sang và lịch sự, trẻ trung nữa ạ. Giá là 200 ngàn nha các anh chú nhé. Điểm nhấn của nó sẽ là cái cổ màu trắng này này, cực kỳ lịch sự luôn ạ. Em lên mã D65. Vai 49, bụng 57 và dài 76. Vai 49, bụng 57 và dài 76. Một em sơ mi kẻ ô các anh chú này. Em này cũng là chất cốt tông nhăn nhẹ nhá. Nó rất là mềm mại mà không hề sợ nóng đâu ạ. Tắc mắc nó sẽ được may ở phần cổ này. Em này thì sẽ có túi ngực ạ. Vạt của nó cũng sẽ là vạt bầu một chút xíu thôi nhá. Màu sắc rất là dễ mặc, dễ phối đồ này. Một em tắc mắc của Nhật các anh chú ơi. Một em tắc mắc của Nhật, cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em ạ. Đây mọi người có thể quan sát màu sắc của em này. Cũng rất là trẻ trung, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhá. Độ mới cực kỳ cao cho em.
Em lên mã D 66. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Và một em màu hồng ấy chú ơi, thương hiệu cái ô ạ. Đây, logo cái ô sẽ được thêu ở phần ngực đấy nhá. Em này cũng là chất kaki, form dáng slim fit nhá. Nó có sẽ vạt đuôi tôm này, có vạt đuôi tôm đấy chú ơi. Để cho các chú mình thuộc cái vóc dáng body ấy, mặc em này cực kỳ sang và trẻ trung ạ. Một em tắc mắc của Nhật, Made in China và hàng xuất Nhật nhá. Độ mới cực kỳ cao cho em. Đây, màu sắc của nó cực kỳ trẻ trung, lịch sự. Độ mới rất là cao nhá, em này phải mới đến 98-99% các anh chú ạ. Mình mặc màu này thì cũng cực kỳ trẻ, trẻ ra mấy tuổi luôn đấy các anh chú ơi. Đừng ngại mặc những cái em màu hồng như thế này nhá. Rất là lịch sự ạ. Em lên mã D67. Vai 48, bụng 59 và dài 80. Vai 48, bụng 59 và dài 80 ạ. Một em sơ mi màu xanh nhạt, da trời nhạt này các chú ơi. Em này hiệu Willy Quilo, form size XL nhá. Có túi ngực ạ. Chất cốt tông nó rất rất mềm luôn ạ. Đây, độ mới cực kỳ cao nhá. Chất của nó mềm lắm. Vạt của nó sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Độ mới em này lên đến 97-98%. Một em Willy Quilo của Nhật các anh chú ơi. Chất siêu siêu mềm mại. Những cái em này các chú mình mua mới cũng cực kỳ đắt đỏ đấy. Đó, hôm nay em bán với cái giá là 200 ngàn thôi. Độ mới của nó rất là cao. Nó cũng khác gì một em áo mới luôn ấy. Màu sắc của em này thì là cái gam màu rất là trẻ trung. Gam màu sáng màu rất là dễ mặc nhá. Mặc những cái em màu sáng này mùa hè để dịu đi mấy độ luôn các anh chú ạ. Rất là dễ mặc nhá. Phù hợp với nhiều lứa tuổi. Em lên mã D 68. Vai 51, bụng 58 và dài 80. Vai 51, bụng 58 và dài 80. Một em chất là chất lụa các anh chú ơi, một em họa tiết vô cùng đẹp. Vô cùng đẹp và sang luôn. Nó có túi ngực nhá. Đây, em này sẽ có túi ngực. Em này là hiệu của New York này. Màu sắc của nó thì cực kỳ sang, nhã nhặn và lịch sự ạ. Nó sẽ là vạt bầu một chút xíu xiu thôi các chú ơi. Độ mới em này rất là cao, chất nó cực kỳ mềm mại. Nó mềm, nó nhẹ. Một em hiệu của Nhật ạ. Giá chỉ có 200 ngàn thôi. Đó, mình vừa với form size này thì đừng bỏ qua cái em họa tiết này nhá. Màu sắc của nó vô cùng nhã nhặn, nó phối với nhau rất là đỉnh luôn ấy. Đây ạ. Chất thì siêu siêu mềm mại, nhẹ nhàng rồi các anh chú ạ. Vai 51, bụng 58 và dài 80. Giá 200 ngàn. Em lên mã D 69. Vai 48, bụng 54 và dài 79. Vai 48, bụng 54 và dài 79. Một em sơ mi phối với kẻ sọc các anh chú này. Có túi ngực nhá. Em này thuộc form size L, hiệu của nhà Brick House và hiệu của Nhật nhá các anh chú nhá. Đây mọi người thể quan sát màu sắc của em này, rất là trẻ trung. Em này thì sẽ có vạt bầu một chút xíu xiu thôi ạ. Một em tag mark của Nhật, tem và cúc phụ đi kèm đầy đủ, mới cứng nguyên này các anh chú này. Đây mọi người thể quan sát màu sắc của em này, quá là trẻ trung. Chất là chất cốt tông, nó cũng cực kỳ mềm mát ạ. Em lên mã D70. Vai 44, bụng 52 và dài 72. Vai 44, bụng 52 và dài 72. Và một em sơ mi kẻ ô màu đỏ này. Hiệu của nhà Willy Quilo, form size M. Make in Việt Nam ngay chú ơi. Nó sẽ có túi ngực nhá. Chất là chất cốt tông, form dáng slim fit nhá. Nó cũng sẽ có vạt bầu một chút xíu ạ. Màu sắc này thì cực kỳ trẻ trung. Một em hiệu của Nhật nhá, Willy Quilo của Nhật canh chúa. Đó, màu sắc rất là tươi tắn và trẻ trung nhá. Chất của nó cũng rất là mềm mại. Đấy. Nên lên mã D71. Vai 49, bụng 60 và dài 74. Vai 49, bụng 60 và dài 74. Một em sơ mi kẻ ô. Em này hiệu của nhà Levi canh chúa. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng này. Có túi ngực nhá. Màu sắc của nó cũng cực kỳ trẻ trung. Em này thì sẽ là vạt bầu ạ, chất là chất cốt tông, rất 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 mềm luôn. Một em tag mark của Nhật nhá các anh chú nhá. Đây, một em lì vai màu sắc vô cùng đẹp nhá. Đó. Đây ạ. Em này thì các anh chú mình mặc lên cũng rất là trẻ trung. Chất của nó siêu siêu mềm mại ấy, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Hôm nay em bán với giá là 200 ngàn nhá. Mình vừa với form size này thì mình đừng bỏ qua ạ. Em lên mã D72.
Vai 44, bụng 55 và dài 76. Vai 44, bụng 55 và dài 76 ạ. Và một em sơ mi chất cốt tông rất rất mềm này các chú ơi. Em này thuộc form size M, phục form size M nhá, có túi ngực đấy ạ. Màu sắc của nó cũng màu sắc trung tính, rất là nhã nhặn lịch sự. Vạt của nó sẽ là vạt bầu các chú nhá. Chất nghệ này nó nhẹ, nó mềm lắm. Form size M 100% cốt tông này. Một em tắc mắc của Nhật các anh chú ơi. Chất của em này thì siêu siêu mềm, nhẹ nhàng. Mùa hè mặc những em này không hề sợ nóng đâu nhá. Độ mới rất là cao cho em này. Màu sắc cũng vô cùng đẹp nhá. Lứa tuổi nào mình cũng có thể mặc được em này ấy. Đó. Đây, màu sắc trung tính, rất là dễ mặc, dễ phối đồ nhá các anh chú nhá. Nên mã D73, vai 50, bụng 58 và dài 76. Vai 50, bụng 58 và dài 76 ạ. Một em áo jean các anh chú ơi. Một em áo jean màu xanh sáng nhá. Độ mới rất là cao. Em này thì sẽ có túi ngực, có cúc cà đây nhá. Và ở phần túi của nó sẽ có một may, một cái lai màu xanh lam này các anh chú này. Đó. Em này thì sẽ có vạt bầu ạ. Sẽ là vạt bầu nhá các anh chú ơi. Độ mới rất là cao. Nó không hề có lầm lỗi, có một cái vết bẩn gì đâu nhá. Một em tag mark của Nhật. Đó, em này thì các anh chú mình mặc cũng cứ bỏ buông ra. Phong cách cực kỳ trẻ trung, phóng khoáng. Đó. Giá chỉ có 200 ngàn thôi. Một cái em hàng hiệu, một em áo bò hàng hiệu. Mình mua mới những em này thì cũng cực kỳ đắt đỏ đấy. Đó, mà hôm nay em chỉ bán với giá 200 ngàn này các chú này. Mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Vai 50, bụng 58 và dài 76. Em lên mã D74. Vai 51, bụng 59 và dài 80. Vai 51, bụng 59 và dài 80. Một em sơ mi kẻ màu xanh, kẻ ô này các chú ơi. Em này cũng thuộc form size M nhá. Em này có túi ngực ạ. Phần túi của nó cũng sẽ được may tag mark logo hiệu này. Đó. Màu xanh rất là đẹp. Cái màu xanh này mặc lên thì cũng rất là trẻ trung. Nó rất là mát mắt. Một em tag mark của Nhật các chú ơi. Make in China và là hàng xuất Nhật. Nó cũng sẽ có vạt đuôi tôm này các chú ơi. Đó, đây. Độ mới rất là cao nhá. Chất này là chất dệt nhưng mà nó cực kỳ mềm. Nó rất rất mềm và mặc cũng không hề sợ nóng nhá. Đó. Nó mềm mại lắm. Màu sắc đẹp. Màu sắc của em này quá là đẹp luôn ấy. Vai 51, bụng 59 và dài 80. Em lên mã D75. Vai 52, bụng 58 và dài 83. Vai 52, bụng 58 và dài 83. Một em sơ mi form size khá là to nhá. Em này thì cái chú mình cũng từ 75 đến 85 cân ấy. Thì mặc với em này nhá. Một em hiệu của nhà Eddie Bauer. Make in Singapore 100% cốt tông này các chú này. Độ mới rất là cao cho em nhá. Có túi ngực. Màu của nó là màu xanh tím. Màu chủ đạo là màu xanh tím nhá. Được phối kẻ ô. Dành cho các chú mình thuộc form size đại thì chốt em này nhá. Vạt của nó sẽ là vạt bầu một chút xíu ạ. Một đây 100% cốt tông, tác mác đầy đủ này các anh chú này. Đó. Vai 52, bụng 58 và dài 83. Giá 200 ngàn cho một em sơ mi 100% cốt tông, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Màu sắc cũng cực kỳ sang. Em lên mã D76. Vai 51, bụng 61 và dài 82. Vai 51, bụng 61 và dài 82 ạ. Em này cũng sẽ là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông. Và nó sẽ là có cái họa tiết kẻ ô nhí này đây các chú này. Đây, màu sắc của nó cũng rất là tươi tắn và trẻ trung nhá. Em này thuộc form size L ạ. Có túi ngực nhá. Phần túi của nó sẽ được thêu cái logo hình con chó. Rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đây, độ mới rất là cao này. Một em sơ mi kẻ sọc. Màu sáng màu. Nó không quá rực rỡ. Một em tag mark của Nhật các anh chú ơi. Đây ạ, mình yêu thích cái màu sắc này thì mình chốt em này nhá. Mặc em này thì cũng rất là trẻ trung đấy ạ. Độ mới rất là cao, chất của nó cũng cực kỳ mềm mại. Mọi người cứ yên tâm nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Giá là 200 ngàn, rất là xứng đáng đồng tiền ấy. Những cái em sơ mi này mình mua mới thì cũng cực kỳ đắt đỏ đấy ạ. Đây, màu sắc em lựa chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Em cũng lựa chọn những cái gam màu cực kỳ tươi tắn và trẻ trung để các chú mình chọn nhé. Đó. Em lên mã D77. Vai 50, bụng 55 và dài 76. Vai 50, bụng 55 và dài 76 ạ. Một em sơ mi kẻ ô này. Màu sắc của nó cũng rất là đẹp, nhã nhặn nhá.
Em này là hiệu của London này các chú ơi. Có túi ngực ạ. Phần túi của nó cũng sẽ được may cái logo hiệu đây ạ. Chất em này rất là mềm mỏng mát nhẹ nhàng nhá. Chất cốt tông rất là mềm mỏng mát các chú ạ. Độ mới ấy, những em này rất là cao cho em nhá. Vạt em này thì sẽ là vạt ngang ạ. Vạt ngang thì này thì rất là dễ mặc nhá. Các chú mình mặc cứ bỏ buông ra. Cái phong cách rất là trẻ trung. Đó, cái gam màu cũng cực kỳ nhã nhặn và đẹp này. Ủa, em này bên trong không? À đây, tag mark của nó đây. Tag mark của nó may ở phần cúc áo. Nhưng nó bị mờ mất chữ mất rồi ấy. Nhưng mà chất của nó thì vẫn cứ ok nhá. Màu sắc cũng vẫn rất là đẹp này các chú nhá. Đó. Đây, cái gam màu nó nhẹ nhàng, nó lịch sự. Vai 50, bụng 55 và dài 76 ạ. Em lên mã D78. Vai 53, bụng 62 và dài 80. Vai 53, bụng 62 và dài 80. Và một em áo jean các chú, một em áo bò. Em này sẽ có hai túi ngực nhá. Túi sẽ có nắp túi và cúc cài này các chú ơi. Đây, tag mark của nó sẽ may phần cổ. Phần cổ sẽ được phối với cái vải sơ mi kẻ sọc trắng này. Đây. Em này thì sẽ là vạt bầu ạ. Form size cũng khá là to nhá. Các chú mình phải từ 75 đến 85 cân thì mặc vừa em này. Mặc em này thì các chú mình cứ bỏ buông ra cho em. Cái phong cách cực kỳ phóng khoáng trẻ trung. Đó, chất của nó rất là mềm ấy. Không hề sợ nóng đâu nhá. Nó không quá dày dặn. Đó, màu xanh sáng này. Cực kỳ đẹp. Rất là trẻ trung khi mặc những cái em sơ mi jean vải bò như thế này. Vai 53, bụng 62 và dài 80 ạ. Giá 200 ngàn thôi các chú ạ. Em lên mã D79. Vai 48, bụng 56 và dài 74. Vai 48, bụng 56 và dài 74. Một em sơ mi kẻ ô nhí. Màu đen trắng này các chú ơi. Có túi ngực nhá. Em này thuộc form size L. Logo tag mark sẽ được dập toàn bộ ở túi phần ở cổ này đây ạ. 100% cốt tông nhá. Hiệu của Nhật các chú ạ. Chất em này là chất cốt tông nhăn nhẹ. Nó rất là mềm mát mẻ. Vạt của nó sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Màu sắc này thì cũng rất là dễ mặc nhá. Nếu tuổi nào mình cũng có thể mặc được em này ấy. Nó sẽ có cúc phụ đi kèm này. À, tag mark của nó sẽ được dập ở phần cổ này rồi đây các chú ơi. Độ mới rất là cao cho em nhá. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Đấy, màu sắc của nó vô cùng dễ mặc, đẹp, trẻ trung. Em lên mã D80. Vai 47, bụng 53 và dài 67. À, vai 47, bụng 53 và dài 76 ạ. Một em chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Màu là màu kẻ màu đỏ nhá, kẻ ô này các chú ơi. Em này thuộc form size L, hiệu của nhà Gu này. Một thương hiệu nổi tiếng của Nhật nhá. Nó sẽ có túi ngực ạ. Chất em này là chất cốt tông siêu siêu mềm, mềm mỏng mát đấy chú ạ. Vạt sẽ là vạt bầu. Nè, tag mark của Nhật nhá. Em này thuộc form size L. Độ mới rất là cao. Chất siêu siêu mềm, màu sắc cũng cực kỳ tươi tắn và trẻ trung nhá. Mình vừa với form size này thì đừng bỏ qua em này. Mặc chất này nó rất là mát đấy. Mùa hè mặc những cái chất này, mặc sơ mi nhưng mà cái chất này nó không hề sợ nóng đâu các chú nhá. Đó, màu sắc cũng rất là trẻ trung. Em lên mã D81. Vai 50, bụng 55 và dài 78. Vai 50, bụng 55 và dài 78. Một em chất là chất thun nhá, màu xanh lam. Form size L. Em này chất là chất thun nhưng mà nó kiểu nó giống may kiểu sơ mi ấy. Đây, nó sẽ có toàn bộ là cúc cài nhá. Cúc trên này mình có thể tháo ra mình để thành cổ chữ V cũng được ấy. Đây, cái phong cách rất là lịch sự. Có túi ngực nha các anh chú nhá. Chất là chất thun. Nó rất là mềm. Chất cốt tông. Nó rất là mềm mại. Có độ co giãn này các anh chú ơi. Màu này thì cũng cực kỳ lịch sự này. Dành cho chú mình ở tuổi trung niên. Mặc màu này. Vạt của nó sẽ là vạt ngang. Đó. Vạt ngang thì các chú mình cứ bỏ buông ra. Bỏ buông hay hoặc bận sơ vin đều được. Chất của nó siêu siêu mềm ấy. Một em hiệu của Nhật nha các anh chú nhá. 100% cốt tông hiệu của Nhật nhá. Em này thì dành cho các chú mình cũng thuộc form size to, vóc dáng cao, trên 1m7, 1m75. Mặc em này nhá, cực kỳ sang và lịch sự luôn các chú ơi. Chất của nó cực kỳ đanh sợi vải, thấm hút mồ hôi mềm mại. Vai 50, bụng 55 và dài 78. Đây ạ. Tiếp đến em lên áo dài tay rồi. Nên áo dài tay nhá. D82, vai 44, bụng 48 và dài 70. Vai 44, bụng 48 và dài 70 ạ.
Một em tô mì hai finger các anh chú ơi, Make in Indian. Một em hàng hiệu rất là nổi tiếng này. Em này sẽ có hai túi nhá. Một túi là có nắp nắp túi và cúc cài nhá. Đây, bên ngực phải của nó cũng sẽ có một cái túi nhỏ đây. Chất của nó mềm lắm, chất của nó vô cùng mềm. Thân sau của nó cũng sẽ được thêu cái logo hiệu đấy các anh chú ơi. Dập vừa thêu cái logo hiệu nhá. Màu sắc rất là trẻ trung. Nó phối những cái màu cực kỳ tươi tắn và trẻ trung. Chất của nó thì cũng vô cùng mềm mại các anh chú ạ. Em này thì thuộc form dáng slim fit nhá. Này, tag mark của nó đây này các anh chú này. Một em tô mì của Hàn nhá. Đó, đây ạ. Chất siêu siêu mềm. Mọi người yêu thích cái màu sắc này, thích những cái gam màu trẻ trung này thì chốt em này nhá. Giá chỉ có 200 ngàn một em hàng hiệu này. Chất của nó mềm lắm. Vai 44, bụng 48 và dài 70. Em lên mã D83. Vai 49, bụng 55 và dài 72. Vai 49, bụng 55 và dài 72. Một em sơ mi màu xanh rêu các chú ơi. Một em Make in Korea này. Cổ là sẽ là cổ chữ V nhá. Có túi ngực ạ. Phần túi của nó cũng sẽ được may cái logo hiệu đây. Màu xanh rêu nhá. Màu này thì dành cho chú mình ở tuổi trung niên. Rất là thích cái màu này. Chất của em này là chất linen, nó rất là mềm, mềm và mát mẻ ạ. Kiểu dáng thì nó đơn giản thôi các anh chú ạ. Vạt em này sẽ là vạt ngang nhá. Hiếm gặp những cái em sơ mi cái màu xanh rêu này ấy, rất là đẹp luôn. Chất rất là thông thoáng và mát mẻ nhá. Một em Make in Korea. Này, tag mark ở phần cổ đây đây các anh chú nhá. Đó, màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Các anh chú mình ở tuổi trung niên thì rất là thích. Khách hàng của em rất là thích màu này. Các chú mặc màu này nên thì cực kỳ sang, phù hợp với lứa tuổi ạ. Giá là 200 ngàn thôi các anh chú ơi. Vai 49, bụng 55 và dài 72. Vạt sẽ là vạt ngang nhé. Rất là dễ mặc luôn ạ. Em lên mã D84. Vai 46, bụng 60 và dài 78. Vai 46, bụng 60 và dài 78. Một em sơ mi màu xanh phối với kẻ sọc này các chú ơi. Phần cổ của nó rất là đứng cổ, rất là lịch sự luôn ạ. Tag mark sẽ được may ở phần cổ này đây ạ. Có túi ngực anh chú nhá. Cái gam màu này là gam màu trung tính, nhã nhặn, lịch sự vô cùng. Chất cốt tông rất rất mềm luôn. Em này sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Anh chú mình mặc em này thì bận sơ vin vào nhá. Rất rất lịch sự luôn. Mình mặc với lại quần jean hoặc là quần tây đều rất là phù hợp luôn ấy. Màu này dành cho các chú mình ở tuổi trung niên. Mặc thì bao sang, bao lịch sự. Màu sắc đỏ của nó nhã nhặn cực kỳ. Vai 46, bụng 62 và dài 78, giá 200 ngàn nhé. Chất cốt tông rất rất mềm ạ. Em lên mã D85. Vai 43, bụng 49 và dài 73. Vai 43, bụng 49 và dài 73. Một em sơ mi kẻ ô màu xanh trắng này cái chú này. Màu sắc rất là mát mắt trẻ trung. Em này thuộc form size S, Make in China. Form dáng slim fit đấy chú ạ. Có túi ngực nhá. Một em sơ mi kẻ ô màu sắc rất là trẻ trung. Vạt em này sẽ là vạt bầu ạ. Chất em này là chất cốt tông. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em nhé. Đó, đây mọi người thấy quan sát màu sắc của em này. Rất là mát mắt trẻ trung cực kỳ. Đó, độ mới rất là cao cho em nhé. Giá 200 ngàn thôi anh chú ơi. Em lên mã D86. Vai 42, bụng 46 và dài 70. Vai 42, bụng 46 và dài 70. Và một em sơ mi rất là đẹp. Em này form size 95 tương đương với form size S thôi các anh chú ạ. Mọi người có thể quan sát họa tiết của em này, kẻ ô cực kỳ đẹp. Em này thì sẽ có túi nhá. Túi của nó sẽ là cái vải jean đấy các anh chú ạ. Là vải bò tối màu nhá. Ở thân sau này đây, cái vai sau của nó cũng sẽ được phối với cái vải jean này. Một cái phong cách độc lạ, trẻ trung cực kỳ. Cái ô của nó cũng rất là lịch sự, nhã nhặn nhá. Chất cốt tông nó rất rất mềm luôn. Form dáng slim fit ạ. Và em này cũng sẽ là vạt bầu. Một em tag mark của Hàn các chú ạ. Đây, tem mark và cúc phụ của Hàn nhá. Đó, mọi người có thể quan sát em này. Một cái phong cách vô cùng trẻ trung nhá. Đây ạ, thân sau của nó đây. Đó, màu sắc của nó không quá rực rỡ, màu nó nhã nhặn, trung tính, lịch sự vô cùng. Vai 42, bụng 46 và dài 70. Em lên mã D87. Vai 53, bụng 64 và dài 79.
Vai 53, bụng 64 và dài 79 ạ. Một em sơ mi màu đen các chú ơi. Một em Made in Korea nhá. Cổ của nó sẽ là cổ bẹ nhỏ và nó sẽ có đính đá ở phần cổ ở đây các chú này. Ở phần cúc của nó, hai bên cúc của nó sẽ thiết kế những cái đường ly này. Đường ly trang trí này đây các chú ơi. Một cái phong cách rất là hay, độc lạ. Tay của em này thì cũng sẽ được đính đá nhá, đính đá phần tay này các chú này. Form size này cũng khá là to đấy. Các chú mình phải ở trên 70 cân thì mặc vừa em này nhá. Và sẽ là vạt đuôi tôm, chất là chất cốt tông rất rất mềm. Tác mác đây các chú ơi, tác mác nó cũng sẽ được may ở phần dưới này đây ạ. Đây, một em sơ mi màu đen, form size khá là to nhá. Vai 53, bụng 64 và dài 79. Dành cho các chú mình thích cái phong cách độc lạ thì chốt em này nhá, phong cách rất là cá tính độc lạ này. Em lên mã D88, vai 40, bụng 42 và dài 68. Vai 40, bụng 42 và dài 68. Một em sơ mi kẻ caro ấy chú ơi. Đây, tác mác của nó sẽ được may ở phần cổ đây đây ạ. Có túi ngực nhá, em này thuộc form size nhỏ thôi. Form size S các chú ạ. Nhà chú mình từ 45 đến 50 cân thôi ấy, thì mặc vừa em này. Màu sắc của nó cũng rất là trẻ trung nhá. Vạt của nó sẽ là vạt đuôi tôm. Vạt đuôi tôm ạ. Độ mới rất là cao cho em nhé. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Màu sắc cũng cực kỳ trẻ trung. Vai 40, bụng 42 và dài 68 ạ. Em lên mã D89. Vai 45, bụng 54 và dài 73. Vai 45, bụng 54 và dài 73. Một em sơ mi màu sắc rất là tươi tắn. Em này sẽ có hai túi nhé. Em này sẽ có hai túi và nắp túi này. Bên túi nó sẽ được thêu cái logo hiệu các chú ơi. Chất là chất cốt tông nhá. Em này thì form em này thì sẽ là vạt đuôi tôm nhẹ một chút xíu. Ở phần sườn của nó cũng sẽ được may cái logo tác mác hiệu đây ạ. Đây mọi người có thể quan sát màu sắc em này, vô cùng tươi tắn và trẻ trung, màu sắc khá là rực rỡ để cho chú mình thích những cái gam màu tươi trẻ như thế này nhá. Tác mác của nó đây ạ, một em hiệu của Hàn các chú ơi. Đây ạ. Màu sắc vô cùng rực rỡ, trẻ trung. Em lên mã D90. Vai 48, bụng 55 và dài 74. Vai 48, bụng 55 và dài 74 ạ. Một em sơ mi màu xanh phối với kẻ sọc này các chú ạ. Em này hiệu của nhà Windy Club. Nó sẽ có túi ngực nhá. Phần túi của nó cũng sẽ được dập cái logo hiệu này. Màu này thì dành cho chú mình ở tuổi trung niên. Mặc em này thì rất là lịch sự. Màu sắc vô cùng nhã nhặn. Đó. Vạt em này thì sẽ là vạt ngang ạ. Chất là chất cốt tông nhá. Rất rất mềm luôn. Rất mềm, nhẹ nhàng và mát mẻ. Màu sắc thì cũng cực kỳ đẹp. Nhã nhặn vô cùng. Vai 48, bụng 55 và dài 74 ạ. Đó. Các chú mình mặc em này bận sơ vin vào này. Rất là nhã nhặn, lịch sự các chú ơi. Chất của nó rất rất mềm. Em lên mã D91. Vai 50, bụng 59 và dài 79. Vai 50, bụng 59 và dài 79. Em hiệu Uniqlo form size XL nhé. Em này thì sẽ là cổ tàu ạ. Màu là màu xanh than các chú ơi. Gam màu này mặc lên thì cũng rất là sang. Rất là sang và dễ mặc này các chú ạ. Chất nó là chất cốt tông rất rất mềm nhé. Một em Uniqlo Make in China và là hàng xuất Hàn. Màu là màu xanh than này. Vai 50, bụng 59 và dài 79 ạ. Chất rất rất mềm luôn. Cái cổ tàu này thì các chú mình, em này thì cũng dành cho các chú mình phải trên 70 cân nhá. Đó, mặc em này, phong cách rất là đẹp, lịch sự. Em lên mã D92. Vai 44, bụng 54 và dài 72. Vai 44, bụng 54 và dài 72 ạ. Một em sơ mi màu sắc rất là trẻ trung các chú ơi. Em này hiệu của nhà Giáp Nao Dần này các chú này. Made in Indonesia. Và một em hiệu của Mỹ nhá. Logo con ngựa sẽ được thêu ở phần trước ngực này. Chất của nó mềm lắm, chất của nó xịn sò cực kỳ. Nó rất là mềm mỏng mát nhá. Độ mới rất là cao cho em này. Nó sẽ có phần sẽ em này sẽ có vạt bầu ạ. Này, tác mác 100% cốt tông, tang mác còn mới cứng nguyên này các chú ơi. Rất ít khi gặp cái em polo này ở áo sơ mi. Đó. Chất xịn lắm, chất vô cùng mềm mại, màu sắc cũng cực kỳ trẻ trung và đẹp này.
Độ mới em này lên đến 98-99% nhé. Không khác gì một em áo mới luôn. Một em hàng hiệu vô cùng đẹp. Giá chỉ có 200 ngàn thôi ạ. Vai 44, bụng 54 và dài 72. D93. Vai 45, bụng 46 và dài 78. Vai 45, bụng 46 và dài 78. Một em sơ mi màu xanh với kẻ ô trắng xanh này các chú ơi. Có túi ngực nhá. Đây, tag mark sẽ được may ở phần cổ này đây ạ. Màu sắc này cũng rất là dễ mặc nhá. Em này thì cũng sẽ là vạt bầu ạ. Độ mới rất là cao cho em. Một em tag mark của Hàn nhá. Tag của nó bị cũ mất rồi, vẫn nhìn rõ chữ Hàn. Chất của nó cũng cực kỳ ok nhá, chất rất là mềm mại. Đây, màu sắc vô cùng dễ mặc này các chú này. Một cái gam màu cơ bản ở những cái chiếc áo sơ mi là cái kẻ ô màu trắng xanh này. Rất là dễ mặc, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhá. Đó, mình mặc em này bận sơ vin hoặc để bỏ buông cũng đều cực kỳ ok và đẹp ấy. Nếu lên mã D94, vai 46, bụng 57 và dài 74. Vai 46, bụng 57 và dài 74 ạ. Và một em sơ mi cái kẻ ô này các chú ơi. Em này thì sẽ có hai túi ngực nhá. Túi sẽ có cúc cài ạ. Phần túi của nó sẽ được thêu cái logo hiệu đấy ạ. Chất là chất cốt tông rất là mềm mại, nhẹ nhàng và thông thoáng. Vạt em này thì sẽ là vạt ngang. Nó sẽ có hai cái túi thì phong cách của nó sẽ trẻ trung hơn là có một túi ngực ở đằng trước nhá các chú nhá. Màu sắc rất là nhẹ nhàng này, rất là đẹp và trẻ trung này. Chất của nó thì siêu siêu mềm mại, nhẹ nhàng ấy. Các chú mình mặc mùa hè không hề sợ nóng cái chất này đâu nhá. Lên mã D95, vai 47, bụng 53 và dài 78. Vai 47, bụng 53 và dài 78. Một em tô mì 2 phin G các chú ơi. Một em hàng hiệu lớn, form size M nhá. Logo sẽ được thêu ở phần trước ngực đây. Màu là màu trắng và được phối cái màu xanh. Em này thì là vạt sẽ là vạt bầu ạ. Vạt bầu nhẹ nhá. Đây, tag mark của nó đây này. Make in China. Và nó được xuất đi rất là nhiều nước. Tag mark quá trời luôn này các chú ơi. Đó. Kiểu dáng thì nó đơn giản thôi nhá, nhưng mà cái form của nó cực kỳ chuẩn luôn. Mặc lên thì rất là đẹp. Đó. Đứa tuổi nào mình cũng có thể mặc được cái em sơ mi hàng hiệu như này nhá. Rất rất đẹp luôn đấy các chú ạ. Đó. Một em hàng hiệu lớn hôm nay em bán với giá 200 ngàn thôi nhá. Mình vừa với form size thì đừng bỏ qua nhá. Vai 47, bụng 53 và dài 78. Em lên mã D96. Vai 48, bụng 54 và dài 78. Vai 48, bụng 54 và dài 78 ạ. Một em Uniqlo form size L các chú ơi. Màu là màu xanh này, màu xanh dương. Đó. Chất của nó giống như cái vải jean ấy các chú ạ, màu sắc này rất là trẻ trung. Có túi ngực nhá. Chất cốt tông rất rất mềm. Vạt em này thì cũng sẽ là vạt bầu ạ. Đây ạ, một em Made in China và là hàng xuất Hàn. Tag mark còn mới cứng nguyên. Đó, màu sắc của nó cũng rất là đẹp này các chú ơi. Đây ạ. Màu này thì mặc lên cực kỳ trẻ trung nhá. Rất hiếm khi gặp cái em sơ mi cái màu sắc như này ấy. Vai 48, bụng 54 và dài 78 ạ. Em lên mã D97. Vai 43, bụng 50 và dài 72. Vai 43, bụng 50 và dài 72. Một em sơ mi màu trắng phối với lại kẻ sọc xanh này các chú ơi. Một em Uniqlo form size S. Có túi ngực nhá. Chất của nó là chất cốt tông rất là mềm mượt mịn này các chú ạ. Vạt em này sẽ là vạt bầu. Đây, một em Uniqlo của Nhật này các chú ơi. Đó. Màu sắc rất là dễ mặc này. Một cái gam màu cơ bản nhá. Đó, mình làm ở môi trường văn phòng này. Thì mặc những em này bận sơ vin. Rất là lịch sự luôn ạ. Một cái gam màu cơ bản rất là dễ mặc, dễ phối đồ nhá các chú ơi. Dành cho nhiều lứa tuổi mình đều mặc được cái em này nhá. Một em Uniqlo của Nhật. Chất xịn sò lắm, rất là mềm mịn. Em lên mã D98. Vai 48, bụng 56 và dài 80. Vai 48, bụng 56 và dài 80. Một em sơ mi kẻ ô màu xanh nhạt nhá. Được phối với kẻ ô này đây các chú này. Em này thuộc form size L ạ. Có túi ngực nhá. Đây, màu xanh sáng rất là mát mắt. Chất của nó mềm lắm, chất cốt tông rất rất mềm. Vạt em này sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Những cái em này thì các chú mình mặc nên bận sơ vin mặc với quần tây. Bận sơ vin cực kỳ sang luôn. Một em hiệu của Nhật, Made in China và là hàng xuất Nhật các chú ơi.
Đây ạ. Độ mới rất là cao nhá, nó còn mới tinh trắng tinh nguyên ấy. Màu xanh da trời, mát mắt, dịu mắt này. Nó phối được kẻ ô này, kẻ ô chìm này, cực kỳ lịch sự, rất là sang và lịch sự. Vai 48, bụng 56 và dài 80. Nhưng lên mã D 99. Vai 48, bụng 52 và dài 79. Vai 48, bụng 52 và dài 79 ạ. Một em sơ mi tối màu các chú ạ. Em này là nền màu xanh đen các chú nhá. Và được phối với cái họa tiết kẻ sọc này đây. Có hai túi ngực, túi sẽ có nắp túi. Em này còn mới nguyên ấy, nó bị rơi cái tang ra thôi ạ. Em giặt là nó bị rơi cái tang ra thôi. Chất em này thì khá là dày dặn nhá. Vạt sẽ là vạt đuôi tôm. Màu này thì mặc lên bao sang bao lịch sự rồi các anh chú ơi. Một em 100% cốt tông. Hàng của Nhật nhá. Đó, đẹp. Các chú mình trên 40 tuổi ấy, mặc em này quá là sang và lịch sự luôn các anh chú ơi. Chất của nó khá là dày dặn. Rất là mềm. Vai 48, bụng 52 và dài 79. Em lên mã D 100. Vai 48, bụng 55 và dài 76. Vai 48, bụng 55 và dài 76. Một em áo jean các anh chú ơi. Uniqlo, form size L nhá. Cổ sẽ là cổ tàu ạ. Độ mới rất là cao cho em nhá. Chất của nó mềm mỏng. Một em Uniqlo của Nhật nhá các chú ơi. Đó, một em áo bò Uniqlo. Giá chỉ có 200 ngàn thôi ạ. Độ mới rất là cao, màu xanh sáng này. Cực kỳ dễ mặc luôn. Em này dành cho chú mình từ 65 cân, 65 đến trên 70 cân thì mặc vừa em này nhá. Cổ tàu rất là sang và trẻ trung. Em lên mã D 101. Vai 47, bụng 54 và dài 80. Vai 47, bụng 54 và dài 80 ạ. Một em sơ mi màu trắng và được phối với kẻ sọc xanh này các chú ơi. Nó sẽ có họa tiết chìm hoa như này đây các chú nhá. Độ mới em này rất là cao. Cổ này, cổ chữ V, cực kỳ lịch sự, đứng cổ này. Có túi ngực đây nhá. Chất là chất cốt tông, cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng. Vạt sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Độ mới em này phải lên đến 98-99%. Đây, một em tag mark của Nhật các anh chú ơi. Đó, đây ạ, màu sắc của em này mọi người có thể quan sát này. Quá là sang và lịch sự luôn các anh chú ạ. Mình mặc em này với lại quần tây này, bận sơ vin vào. Đi làm ở môi trường công sở hoặc là đi dự tiệc. Đó, rất là sang và lịch sự nhá. Giá chỉ có 200 ngàn thôi, một em hàng hiệu rất là mới. Lên mã D 102. Vai 45, bụng 51 và dài 79. Vai 45, bụng 51 và dài 79. Một em sơ mi kẻ ô, màu phối với màu vàng và màu xanh này các chú ơi. Gam màu cũng rất là mát mắt, đẹp, form size M nhá. Nó sẽ có túi ngực ạ, chất là chất cốt tông. Rất là mềm mỏng mát nhá, vạt sẽ là vạt bầu. Đây, tag mark của nó đây các chú này. Một em tag mark của Nhật, một em hàng hiệu của Nhật nhá. Độ mới rất là cao, chất liệu cực kỳ ok, mềm mỏng mát, màu sắc cũng rất là trẻ trung. Giá là 200 ngàn thôi các chú ơi. Đó, mình vừa với form size này mình chốt nhá. Mua những cái em sơ mi này thì giá của nó cũng không hề rẻ đâu nhá. Đó, hôm nay em bán đồng giá là 200k thôi. Em lên mã D 103. Vai 46, bụng 55 và dài 76. Vai 46, bụng 55 và dài 76. Một em sơ mi màu đỏ phối kẻ sọc trắng này các chú ơi. Em hiệu nhà Uniqlo, form size L nhá. Nó có túi ngực. Những cái em này thì nó may kiểu đơn giản thôi ạ. Nhưng màu sắc này, chất liệu của nó rất rất đẹp nhá. Mọi người yêu thích cái mã nào thì liên hệ cho bên em. Đó. Màu này thì cực kỳ trẻ trung. Một em Uniqlo của Nhật này. Chất của nó mềm mịn mát các chú ạ. Màu đỏ thì cực kỳ tươi tắn và trẻ trung nhá, không quá rực rỡ. Đó. Vai 46, bụng 55 và dài 76. Em lên mã 104. Vai 48, bụng 55 và dài 79. Vai 48, bụng 55 và dài 79. Một em sơ mi kẻ ô màu sắc rất là tươi tắn. Em này thì sẽ là chất cốt tông nhăn nhẹ các chú ạ. Tăng mát. Đây, toàn bộ cúc của nó cũng được dập cái logo hiệu này. Đây, độ mới em này rất là cao nhá. Chất cốt tông nhăn nhẹ các chú ơi. Màu sắc trẻ trung cực kỳ này. Vạt nó sẽ là vạt bầu ạ. Đây, một em tag mark của Nhật các chú nhá. Form size L ạ. Tag mark còn mới cứng nguyên đây. Màu sắc quá là đẹp, trẻ trung vô cùng. Chất của nó mềm lắm, chất cốt tông rất rất mềm luôn. Vai 48, bụng 55 và dài 79.
Em lên mã 105. Vai 47, bụng 55 và dài 75. Vai 47, bụng 55 và dài 75. Một em sơ mi màu trắng và được phối với kẻ sọc màu xanh này. Một cái gam màu cực kỳ lịch sự. Hiệu của nhà Michiko, hiệu của London các chú ơi. Có túi ngực nhá. Độ mới em này rất là cao. Đó, những cái sản phẩm này em đều lựa chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Những em này không khác gì những em áo mới đâu nhá. Mới đến 98-99% luôn đấy. Vạt sẽ là vạt đuôi tôm này. Một cái gam màu quá là nhã nhặn, lịch sự. Đây, tag mark của nó đây. Một em hiệu của Nhật nha các chú ơi. Đây, mọi người có thể quan sát màu sắc em này. Đó. Ai tín đồ của sơ mi thì đừng bỏ qua những em này nhá. Những cái gam màu cơ bản. Gam màu cơ bản, lứa tuổi nào mình có thể mặc được, rất là dễ phối đồ các chú ơi. Mình mặc với quần tây và quần jean đều cực kỳ ok nhá. Em lên mã D106. Vai 48, bụng 55 và dài 76. Vai 48, bụng 55 và dài 76. Và một em sơ mi màu xanh than. Chất của em này giống như kiểu chất kaki ấy, nhưng nó rất là mềm. Một em hiệu Uniqlo nhá, form size L. Nó sẽ có hai túi ngực và có cúc cài này các chú ơi. Độ mới rất là cao. Đây ạ, cái gam màu màu xanh lam thì rất là dễ mặc nhá. Gam màu quốc dân. Lứa tuổi nào mình có thể mặc được. Em này cũng thuộc form size to nhá. Anh chú mình từ trên 60 65 đến trên 70 cân thì mặc vừa em này. Cái phong cách này cực kỳ trẻ trung này. Cái chất này và nó sẽ may hai cái túi ngực nhá. Đó, cực kỳ trẻ trung luôn. Hiệu Uniqlo, chất mềm mịn. Đây ạ, một em Uniqlo của Nhật nha các chú ơi. Tag mark và cúc phụ còn mới cứng nguyên đây ạ. Đó, mọi người quan sát màu sắc em này. Quá là sang và lịch sự luôn. Em lên mã D107. Vai 46, bụng 52 và dài 74. Vai 46, bụng 52 và dài 74 ạ. Và một em caro màu trắng xanh các chú ơi. Này là hiệu Uniqlo form size M nhá. Đó, có túi ngực đây. Chất của nó mềm mịn. Rất là mềm mịn. Vạt sẽ là vạt bầu ạ. Những cái gam màu cơ bản. Hiệu em sơ mi này thì rất là dễ mặc này. Một em Uniqlo của Nhật nhá. Chất lượng của nó thì quá là ok rồi. Chất của nó rất là mềm, mát. Vai 46, bụng 52 và dài 74 ạ. Một cái gam màu cơ bản nhá. Em lên mã D108. Vai 46, bụng 50 và dài 68. Vai 46, bụng 50 và dài 68 ạ. Một em sơ mi kẻ ô màu đen trắng này. Hiệu của nhà Haybro. Em này sẽ có túi ngực nha các chú ơi. Chất của nó là chất cốt tông. Rất là mịn. Cực kỳ mịn màng, nhẹ nhàng và mỏng mát các chú ơi. Màu sắc này cũng rất là dễ mặc này. Vạt em này thì sẽ là vạt bầu ạ. 100% cốt tông. Đây, tag mark đầy đủ rồi các chú ơi. Đó. Vai 46, bụng 50 và dài 68 nhá. Giá 200 ngàn cho một cái em sơ mi hàng hiệu. Cực kỳ đẹp và mới như này ạ. Em lên mã D109. Vai 44, bụng 47 và dài 70. Vai 44, bụng 47 và dài 70. Một em vải jean. Một em sơ mi vải jean. Chất nó là chất jean giấy. Nó rất là mềm, mỏng, mát. Nó không quá mỏng nhá. Form size 95. Em này thì tương đương với form size M ấy chú ạ. Màu là màu xanh này. Cực kỳ đẹp luôn. Độ mới rất rất cao. Giá chỉ có 200 ngàn thôi. Một em sơ mi jean như thế này. Có túi ngực nhá. Chất của nó sẽ có độ co giãn nhẹ này. Chất là chất jean giấy ấy. Nhưng mà nó không hề mỏng, nó không quá mỏng. Mặc nó mát. Sờ vào cái chất vải này nó cũng mát rồi. Cái em jean cực kỳ xịn sò. Đây ạ. Vạt sẽ là vạt bầu ạ. Tag mark của Đen chú ơi. Một em tag mark của Hàn nhá. Đó. Phong cách cực kỳ trẻ trung. Em lên mã D110. Vai 45, bụng 51 và dài 71. Vai 45, bụng 51 và dài 71 ạ. Một em sơ mi kẻ ô này, màu xanh. Rất là trẻ trung các chú ơi. Em này thuộc form size 100, cũng tương đương với lại form size M nhá. À, form size L. Có túi ngực ạ. Chất cốt tông rất rất mềm. Rất mềm và nhẹ nhàng. Đấy. Vạt đuôi tôm. Một em tag mark của Hàn này các chú này. Đó, màu sắc của nó cũng cực kỳ trẻ trung. Rất là dễ mặc nhá.
chất mềm mỏng nhẹ nhàng cực kỳ. Em lên mã D 111. Vai 47, bụng 56 và dài 74. Vai 47, bụng 56 và dài 74. Một em sơ mi kẻ ô màu đỏ này các chú ơi. Tắc mắc của nó may ở phần cổ nhá. Nó sẽ có túi ngực đấy ạ. Màu đỏ rất là tươi tắn, trẻ trung. Chất là chất cốt tông. Chất này thì khá là dày dặn nhưng nó cực kỳ mềm. Nó rất là mềm và thấm hút mồ hôi nhá. Phong cách rất là trẻ trung đấy ạ. Vạt em này sẽ là vạt bầu ạ. Một em tắc mắc của Hàn các chú ơi. Đó, như cái em sơ mi này của Hàn thì form dáng của nó rất là trẻ, màu sắc cũng cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đó, giá chỉ có 200 ngàn thôi các chú ơi. Mình yêu thích sản phẩm nào, mình vừa vặn với cái sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em để em được chốt đơn cho mọi người nhé. Độ mới cực kỳ cao, màu sắc em lựa chọn rất là đẹp và trẻ trung. Em lên mã D 112, vai 44, bụng 50 và dài 72. Vai 44, bụng 50 và dài 72. Một em sơ mi, màu sắc quá là đẹp này. Mặc em màu này, màu sáng này thì các chú mình đảm bảo trẻ ra mấy tuổi luôn ấy. Make in China 100% cốt tông. Nó sẽ có túi ngực đây nhá. Phần túi của nó sẽ được thêu cái logo hiệu này. Vạt em này sẽ là vạt đuôi tôm. Chất của nó xịn lắm, chất của nó rất là mềm. Đây tag mark của đây các chú này. Đó. Đây một em hàng hiệu. Rất là đẹp luôn. Màu sắc em này thì quá là trẻ trung. Chất xịn sò lắm, chất nó mềm. Mọi người cứ nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Giá 200 ngàn một cái em sơ mi hàng hiệu như này. Quá là xứng đáng luôn ấy. Vai 44, bụng 49 và dài 72. Em lên mã D 113. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Vai 44, bụng 50 và dài 71 ạ. Một em hiệu của nhà Haji này. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Hàn nhá. Logo sẽ được thêu phần trước ngực. Em này là sơ mi màu trắng, còn thân trước của nó sẽ được và phối với cái vải màu xanh này, kẽ ngang màu xanh nhá. Cổ là cổ tàu các anh chú ơi. Toàn bộ thân sau của nó thì sẽ là màu trắng không ạ. Đó, mặc em này thì phong cách cũng rất là trẻ trung nhá. Đó, một cái em Haji chất là chất cốt tông. Vạt em này thì sẽ là vạt bầu ạ. Đây ạ, một em tắc mắc của Hàn này các anh chú này. Make in Việt Nam và là hàng xuất Hàn nhé. Đó, mọi người quan sát cái em này. Mặc lên thì cực kỳ trẻ trung ạ. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Giá 200 ngàn cho một em hàng hiệu. Rất là đẹp. Độ mới lại cao. Em lên mã D 114. Vai 44, bụng 49 và dài 68. Vai 44, bụng 49 và dài 68. Một em sơ mi màu xanh lam các chú ơi. Hiệu của nhà Bang, Bang Bang Jean này. Màu là màu xanh lam, thân trước của nó cũng sẽ được thiết kế là cái kẻ ô màu xanh này. Đó, màu xanh màu ghi. Đây ạ, phong cách rất là trẻ trung. Màu sắc của em này, thân sau nó sẽ là màu xanh lam nhá. Phù hợp với nhiều lứa tuổi này, chất là chất cốt tông, khá là dày dặn nhưng mà nó mịn, nó rất là mịn. Vạt em này sẽ là vạt bầu ạ. Một em tác mắc của Nhật, cái âm của Hàn cái chú ơi, form size L nhá. Cúc phụ đi kèm đầy đủ. Đây mọi người quan sát em này. Mặc lên thì rất là trẻ, mình mặc mình bỏ buông ra. Những cái em này, phong cách cực kỳ trẻ trung. Em lên mã cuối cùng, mã C115. Vai 49, bụng 53 và dài 77. Vai 49, bụng 53 và dài 77. Một em sơ mi màu trắng và được phối với kẻ sọc màu xanh này anh chú ơi. Em này thương hiệu của Paris nhá. Có túi ngực ạ. Độ mới rất là cao. Chất là chất cốt tông, rất là mềm. Vạt em này sẽ là vạt bầu. Những cái em này thì các chú mình mặc bận sơ vin vào. Cực kỳ lịch sự. Gam màu rất là nhã nhặn, lịch sự này. Đây tag mark của nó đây. Một em hiệu của Hàn nhá chú nhá. Đó, đây ạ. Một cái mã cuối cùng của em. Rất là đẹp đúng không ạ? Màu sắc cực kỳ nhã nhặn, lịch sự. Là 200 ngàn. Như vậy là hôm nay em có lên hơn 50 mã áo sơ mi đồng giá 200k một sản phẩm ạ. Người yêu thích sản phẩm nào thì hãy liên hệ cho bên em để em được chốt đơn cho mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.